Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hacom và hôm nay chúng mình đang có mặt ở Hà Đông cùng với cả bạn Trường. Thì bạn là một khách hàng khá đặc biệt khi bạn ý đây có thể chọn bộ Moza và kèm đấy đó cả một cái TV và cả bộ máy tính để bạn ấy làm streamer. Và bạn ấy đang chuẩn bị setup bọn này để làm stream thì hôm nay thì chúng mình đến là các bạn thấy là bạn đã mua sẵn bộ khung rồi. Thì chúng mình sẽ đắp tất cả những cái đồ còn lại vào cái bộ khung này của bạn ý. Và bạn cho mình hỏi là các bạn đã có kênh livestream chưa hay là bạn nào đang setup kênh livestream không? Hiện tại thì mình mới đang chuẩn bị livestream. Và thực ra là mình lắp bộ này trước khi là mình lập cả kênh livestream. Vì cái tư tưởng cái suy nghĩ là bắt đầu livestream ấy là mình mới bắt đầu cách đây khoảng hơn một tháng thôi. Là thấy cái thể loại game này đang phổ biến ở Việt Nam. Nên là mình cũng tham khảo một số kênh bên nước ngoài ấy, là thấy họ livestream khá là hay và Việt Nam có một vài bạn rồi ấy. Nên là mình sẽ xác định đầu tư một bộ về để làm livestream. Đến bây giờ vẫn chưa có kênh TikTok luôn. Đấy thì cho mình hỏi là bạn đã có tìm hiểu gì về sản phẩm DX Drive của Moza so với, tại vì bây giờ mình thấy các bạn mua vô lăng ấy thì các bạn cũng đều là Vitru Master hoặc Logitech. Đúng thì rồi. Rất ít các bạn ở Việt Nam biết đến Moza. Thì sao bạn biết bạn nhắn tin mình về sản phẩm Moza này? Thực ra ngày đầu ấy nếu mà chuẩn là mình nghiên cứu về Logitech đầu tiên. Nhắc đến cái vô lăng ấy là mình nghĩ đến như mấy cái bộ quốc dân ấy, kiểu như là G29 ấy. Nhưng mà sau khi mình có tham khảo một cái bên ở bên nước ngoài, một cái kênh TikTok bên nước ngoài đấy, thì mình thấy là họ đang sử dụng cái bộ Moza này và lúc đấy mình mới biết đến Moza là gì. Thì có lang thang lên trên các kênh YouTube để xem review ấy, thì thấy họ trên đấy cái cộng đồng review về cái dòng sản phẩm này rất là nhiều và thấy họ đánh giá rất là cao. Thế sau đấy là mình cũng về Việt Nam tìm xem có những đơn vị nào kinh doanh. Đấy thì trong mình có thấy bạn đăng một bài trong LT9 ấy. Thế là mình liên hệ với bạn và đặt mua bộ này. LT9 thì đang cũng đang phát triển rất mạnh về khoản gọi là đua xe sản lập ở Việt Nam. Đúng rồi. Xin cho mình hỏi là bạn sẽ livestream về đua xe sản lập hay là livestream về kiểu lái xe tải hay là như khác? Tại vì mình thấy thì trên livestream về lái xe chúng ta có rất nhiều các thể loại khác nhau trên TikTok. Mục tiêu của mình chắc là dạng đua xe sản lập. Đua xe sản lập còn bởi vì là mình sẽ chơi các cái game như kiểu Forza và Assetto ấy. Chủ yếu là hai cái dòng game đấy và dạng hơi phong cách biểu diễn một tí, tức là liên quan đến kỹ năng thôi. Mình không quá kiểu là đua với ai cả. Đúng rồi. Và tập trung là vào việc rèn các cái kỹ năng đua và các cái kỹ năng biểu diễn sao cho đẹp mắt là được. Chứ là trước giờ bạn đã dùng thử các vô lăng của hãng khác chưa hay là đây là bộ đầu tiên của bạn? Trước giờ thực ra là cách đây khoảng 2 năm mình có một bộ vô lăng chế mua khoảng hơn 4 triệu hồi xưa. Đấy thì là mình có dùng nhưng mà hồi đấy là bắt đầu để lái xe tải. Lái xe tải thì lái được một thời gian thì thấy nó cũng kiểu như là dùng nó hơi bị không cái phần mềm của nó đấy nó hơi bị rắc rối và cần phải điều chỉnh khá là nhiều thứ. Thứ hai là dùng nó chất lượng nó cũng không được ok lắm. Đấy thì lúc đấy cũng hơi thất vọng với bộ môn này. Thế xong là không chơi nữa. Thế đến khoảng mới gần đây thôi thì mình mới bắt đầu là thích trở lại cái bộ môn đua xe giả lập này. Thì tí nữa bạn sẽ trải nghiệm với công nghệ Direct Drive, bạn thấy nó khác hẳn. Ok. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ lắp toàn bộ chúng ta một bộ vô lăng Moza này, hộp số, phanh tay và chân côn. Cái không thể thiếu nếu các bạn muốn lái xe số sàn hoặc là các bạn muốn drift thì bắt buộc phải có hai cái này. Thì ngoài ra bạn trưởng còn lấy thêm đó chính là một bộ PC. Tí nữa chúng mình sẽ cấu hình PC. Và một cái TV 50 inch đầy đủ setup vào một góc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắp cái bộ này vào. Everything felt just fine, and we would just laugh on. I hate that we argue all the time. I should've read between the lines that you did last night. We're fucking young and we're dumb, but we're so far away. I'm 21, getting drunk, taking blunts to the face. So what, lol, this is perfect for me. Going off's never fun, and I don't wanna be 21 and waiting for someone to save me. I'm drinking too much and it's driving me crazy. Nothing feels different lately. I hate growing up every day, can you blame me? I'm 21 and waiting for you to replace me. I wish we could go back to when we were 18. 21 shots for my friends who hate me. I try to be better but nothing can change me. I'm sorry for letting you down on the daily. You're dodging my calls, can you talk to me baby? My ADD is kicking in, I threw out my Ritalin. I need something to focus on, it's hard to need a stimulus. But who can I turn to when everyone is fake? Nếu mà drift mình thì tầm 900 nhé. Còn nếu mà đua thì tầm 540 thôi.
đùa thì mình chỉ tay như này là được thôi, là hết rồi. Còn nếu mà nữa thì nó sẽ hơi khó đúng không? Còn drip với lại chân chăm mình vặn. Drip thì 3 vòng đúng không? Thoải mái. Có để vô hạn được không? Con này để xoay thoải mái. Tối đa là bao nhiêu? 2000. À, chính cái này là chạy trong cái phần này đúng không? Là khả năng xoay đúng không? Đúng rồi, khả năng xoay. Con này chúng ta rất là vô hạn đấy, nhưng mà cái này chỉ ở trong game hay là chỉ ở ngoài đây? Trong ở ngoài. Để xoay vô hạn hay hơn. Không có xoay vô hạn đâu. Thế thật là nó xoay được vô hạn đâu. Thế mình thấy trong kia thằng kia nó cầm nó xoay tít tò lò. Đấy là 900 đấy. À, 900 thế. Một tầng đấy rồi. Hiện tại sau khoảng tầm 3 tiếng thì chúng mình đã xếp xong cái bộ vô lăng đua xe vô cùng Moza R5 này. Chúng ta có một cái phanh tay của Moza và cái hộp số cũng của Moza luôn. Và cấu hình máy tính của bạn trưởng thì nãy mình chưa nói, nhưng mà chúng mình có một bộ máy tính là Core i5-12400F. Và chúng ta có một chiếc card là 4070 thì mới cân được chiếc màn hình TV LG QNED, QNED các bạn nhé, chứ không phải là QLED đâu. QNED 4K 120Hz này. Đây là một TV mình thấy các bạn dùng để chơi game khá là ổn, chứ mình nhận thấy nó có 120Hz. Thì bạn trưởng cũng đã trải nghiệm thử ban đầu một chút với cả Forza, thì bạn thấy nào so với chiếc vô lăng cũ bạn đã lái? Cảm giác là nó cái phản hồi lực của nó đấy rất là mạnh, và cảm giác nó rung hết cả tay lên đấy, và cần tức là cái cảm giác là thật, nó rất là thật đấy. Thứ hai nữa là mới làm quen nên là cảm giác lái khá là khó và cần phải tập luyện rất là nhiều. Nhưng mà đầu tiên là về cái độ đầm chắc ấy, thì là nó hơn hẳn so với cái bộ ngày xưa mình gọi là bộ chế nó hơn hẳn rất là nhiều đấy. Mỗi lần đặc biệt là cái chỗ cần số này rất là chắc chắn. Mỗi lần là lên số về số là cảm thấy nó chắc nịch tay luôn đấy. Cảm giác là hết sức mình không cảm giác nó ỏ bẹp như kiểu hàng nhựa. Đúng rồi, đây cái này bằng kim loại. Nó rất là cao cấp đến từ Moza. Thì rồi cảm ơn bạn trưởng và chúc bạn là càng ngày là càng lái xe càng chuyên nghiệp hơn, đua xe chuyên nghiệp. Okay. Chứ còn lái xe thì thấy là bạn lái thoải mái rồi. Thì các bạn đừng quên ủng hộ kênh TikTok của bạn trưởng nha. Mình để link kênh TikTok của bạn ở phần phía dưới mô tả video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Okay.